Thưa quý vị, những chiếc xe đầu kéo chở cuộn tôn, cuộn thép nặng vài chục tấn nhưng chẳng buộc không hề cẩn thận và thiếu an toàn đang là nỗi lo của nhiều người tham gia giao thông. Những vụ việc xảy ra gần đây cho thấy nỗi băn khoăn về vấn đề kiểm soát an toàn trong quá trình vận chuyển của loại hàng hóa đặc thù này, khi tất cả chi phí thì lại phụ thuộc vào cảm quan cũng như là tính cẩn thận của mỗi tài xế. Cuộn thép gần 20 tấn rơi tại Tân Hương, Thái Nguyên. Cuộn thép hơn 10 tấn rơi tại Thạch Thất, Hà Nội. Trở lại hiện trường vụ việc, hậu quả để lại vẫn chưa thể khắc phục. Những vết chém sâu hoắm xuống bề mặt đường. Còn người dân thì không khỏi bàng hoàng khi kể lại sự việc. Chạy ra thì tôi đến cái tiếng rầm cái rung chuyển cả nhà này thì tôi chạy ra đây thì tôi ngó vào đây thì thấy cái đít ô tô đã nát và cuộn tôn thì nằm trong sát đường. Những lái xe có nhiều năm kinh nghiệm thì cho rằng để xảy ra những sự cố như thế này, chủ yếu do ý thức và thiếu cẩn thận của từng lái xe. Bởi cho đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có quy định hay hướng dẫn nào cụ thể về quy cách chằng buộc loại hàng hóa công kênh này. Cái dư móc hàng móc trần này thì thực tế mà nói là cũng để mà đào tạo thì Việt Nam mình thì chưa có cái trường hợp để gọi là mang tính chất là đào tạo. Và đây chỉ mang tính chất là chắc chắn và tự lái xe và để mà làm sao để chèn để cho nó chắc chắn nhất thôi. Thực tế hiện nay, Bộ Giao thông Vận tải chỉ quy định việc chở hàng hóa, trong đó có cả thép cuộn cũng như các hàng hóa bình thường khác. Chủ phương tiện ràng buộc chắc chắn mà chưa có quy định, quy trình riêng cho hàng hóa là thép cuộn và các quy định hiện hành nên không có cơ sở để xử lý. Dù bằng mắt thường quan sát là thấy có nguy hiểm tiềm ẩn. Chúng tôi nhận thấy những cuộn tôn là rất lớn, thường thường nặng từ 10 đến thậm chí là 20 tấn một cuộn. Thì những cái trường hợp mà xe công đang đi mà phanh gấp mà gặp chướng ngại vật hoặc là những trường hợp đột xuất bất ngờ thì thường thường sẽ phải phanh gấp. Thì những cái dây chằng đó tôi thấy và những cái chắn sóng chắn để gờ lại những cái cuộn tôn đó thì tôi thấy nhìn thấy là chắc chắn là sẽ không đủ đảm bảo. Bên cạnh đó, các chế tài xử phạt hành vi này nếu để xảy ra tai nạn hiện vẫn còn chưa tương xứng với mức độ nghiêm trọng của sự việc. Mức phạt hiện hành chỉ dừng lại ở 6 đến 8 triệu, tước bằng 2 đến 4 tháng. Đây là mức phạt được cho là quá nhẹ so với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng mà hành vi này có thể mang đến cho xã hội. Thay vì đóng phí thuê bãi đỗ xe cố định hàng tháng, bắt đầu từ ngày 1 tháng 4, các hãng xe taxi khi vào sân bay Tân Sơn Nhất đón khách sẽ phải đóng phí theo lượt. Công ty cổ phần đầu tư TCB, chủ đầu tư nhà để xe tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, vừa thông báo đến 7 doanh nghiệp taxi hoạt động tại sân bay về phương án thu giá dịch vụ từ 5.000 đến 10.000 đồng trên một lượt đối với xe taxi truyền thống áp dụng từ ngày 1 tháng 4. Công ty TCB sẽ dừng hợp đồng thuê vị trí đỗ xe tại bãi đỗ xe ngoài trời, thay vào đó sắp xếp số lượng vị trí đỗ xe căn cứ vào danh sách xe đăng ký tại sân bay của các hãng taxi. Các xe taxi vào nhà để xe TCB qua trạm 1 phải dừng lại lấy thẻ kiểm soát và ra khỏi nhà để xe qua trạm 3 để vào làn C đón khách phải đóng giá dịch vụ là 5.000 đồng trên một lượt. Trường hợp xe taxi vào đón khách tại làn D trong nhà để xe thì giá dịch vụ là 15.000 đồng trên một lượt. Mức giá này tương đương mức áp dụng cho xe công nghệ hiện nay. Sáng ngày 18 tháng 3, Đoàn Thanh niên quận Hoàn Kiếm đã tổ chức triển khai các đội hình hỗ trợ thủ tục hành chính tại văn phòng các ủy ban nhân dân trên địa bàn Hà Nội, hỗ trợ chuyển đổi số và hướng dẫn nhân dân cài đặt ứng dụng VNID và thanh toán không tiền mặt tại ủy ban nhân dân và các khu chợ. Đây là một nội dung quan trọng hướng tới việc chuyển đổi số, đưa các dịch vụ tiện ích đến với người dân trên địa bàn thủ đô. Tại Ủy ban Nhân dân phường Đồng Xuân, các bạn đoàn viên thanh niên của phường đã có mặt từ sáng sớm, hỗ trợ thủ tục hành chính cho người dân tại văn phòng một cửa, đồng thời hướng dẫn nhân dân cài đặt ứng dụng VNEID và thanh toán không tiền mặt. Hoạt động này nhận được sự đánh giá tích cực từ phía người dân. Hôm nay đến đây để công chứng giấy khai sinh cho con trai, thì tôi thấy được các đoàn thanh niên của phường là hướng dẫn về cái trực tuyến cho tôi là thấy rất là thuận lợi và nó như là tôi thì có tuổi rồi nên đâm ra về cái trực tuyến là kém nên đâm ra các bạn hướng dẫn rất là chu đáo. Ngoài hỗ trợ lĩnh vực tài chính, tư pháp, đoàn viên thanh niên còn hỗ trợ các tiểu thương tại chợ Đồng Xuân lập mã QR cửa hàng, thanh toán không tiền mặt và tuyên truyền về du lịch xanh tại khu vực chợ. Trước khi chưa có mã QR này thì bọn em trước khi bán hàng phải đi
chuẩn bị là rất nhiều tiền lẻ để chuẩn bị là bán hàng thứ. Thì bây giờ khi có cái này thì là bọn em đỡ phải chuẩn bị các thứ như kiểu tiền lẻ để đi đổi các thứ đó. Mình hy vọng là sẽ hỗ trợ được người dân nhiều hơn và sẽ cái chuyển đổi số này sẽ được đến mọi người nhiều hơn, để không chỉ là phát triển ở trong chợ mà còn phát triển đến tất cả cái khu vực xung quanh nữa. Với những du khách đến với Việt Nam sẽ được các bạn đoàn viên thanh niên hướng dẫn du lịch, tuyên truyền văn hóa lịch sử Thăng Long Hà Nội, quét mã QR tìm hiểu về các di tích trên địa bàn quận, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam với bạn bè quốc tế. Tổ chức đoàn hy vọng là sẽ mong muốn là đem tới những lợi ích thiết thực nhất cho nhân dân, đặc biệt là khi người dân có nhu cầu về sử dụng và thực hiện các thủ tục hành chính, làm sao để cho nhân dân tiết kiệm thời gian, công sức và có thể nhanh nhất đạt được những kết quả như họ mong muốn. Năm 2023 là năm chuyển đổi số các hoạt động của đoàn Tháng Thanh niên năm 2023 mang chủ đề Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số. Đây cũng là quyết tâm của tổ chức đoàn các cấp trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy hơn nữa vị trí, vai trò của đoàn viên, thanh niên trong chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, góp phần xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị văn minh hiện đại, hội nhập và phát triển.